Hai chào tất mọi người. Thì bây giờ mình sẽ công bố kết quả đi game ha mọi người. Thì đây chú đây chú chim cái chà lửa của mình đây nha mọi người. Đây là bé lửa máy nó đây. Vẫn mạnh khỏe nha. Thì thật sự mà nói mình không biết các bạn mà comment đầu tiên không biết có bà con dòng họ gì với mình không, sao mà biết số xe mình hay dưới trời. Mình thấy mới vừa đăng lên là mình thấy trời ơi, chắc là phải biết xe mình dữ lắm mà mới thấy được mọi người. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem kết quả ha. Đây, biển số xe đây cho mọi người. Con số mà đúng đó là 07 nha mọi người. Giờ thì mình sẽ mở cái điện thoại của mình lên và xem ai sẽ là người trúng mọi người. Nếu mà nói tới số 07 thì chắc mình nghĩ là mọi người đã biết ai rồi. Đây mọi người, giờ mình sẽ mở trang của mình ha. Đây, có tổng cộng là 55 lượt bình luận và có 145 lượt người xem nha mọi người. Đây, mình sẽ dừng lại, mình vào bình luận nha. Đây, mình sẽ chọn là mới nhất ship trước nha mọi người. Đây, mới nhất ship trước. Này không phải là mình dàn dựng nha mọi người. Do bạn đó là quá mắng thôi chứ không phải là không phải là bà con gì với mình nha mọi người. Mình nói nó giỡn thôi á chứ không phải là quen biết gì nha. Thường thì mình đi game là để cho anh em chơi vui chứ mình không có dàn dựng mấy cái đó đâu mọi người. Đây có một bạn này không biết nữa mọi người. Đây, bạn Minh Thiện nha mọi người, hai ngày trước. Đây bạn này sẽ là người trúng giải nha mọi người. Thì bây giờ thì mình sẽ nhắn tin để mình xin không tin của bạn đó mình gửi cho chú chim này đi ha. Còn nếu mà anh em nào không tin nữa thì chắc mình đợi mình sẽ khi mà mình gửi chim đi mình sẽ quay video tiếp. Cái này là mình không hề dàn dựng nha mọi nha mọi người. Cái mọi người nói là mình dàn dựng, thật sự mà nói một con chim thì không có nhiêu đâu mọi người. Làm như vậy thì không có hay cho lắm, đã làm tổ chức cho anh em chơi cho vui mà ai làm vậy đâu. Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Thì kết quả đã có rồi ha. Thì mong anh em ủng hộ cái kênh này của mình. Thì mình sẽ tiếp tục làm cái video game khác cho tiếp cho anh em ha.